Rồi anh em, giờ chiều ngày 15 tháng 9 âm lịch, Kiều Hà xuất cái cầu hũ thon nha, e leo Đắk Lắk, số lượng là 5 thiên pha lê. Nha anh em, bây giờ anh nhàn cho xuất khu mờ nè, rỡ ra nè, nói chung là vừa trồng anh em. Đó, rõ ràng nha, công tác điếm rỡ củi đó. Thì xong xuất cho cậu thân, xong bắt đầu xuất cho cũng một người Đắk Lắk luôn, là con bê thân rưỡi nữa, là đó nha anh em. Giờ cho xuất pha lê đó, anh em thấy nhìn rỡ củi không? Rỡ ra nói chung là bỏ một thùng đi nè. Hàng bây giờ dự kiến là cũng tầm là giờ xuất là sáng mốt tới nha anh em. Đó, anh em khỏi bàn nha, rỡ ra về dỡ trong nè. Nhìn cái bông đánh giá nha, rõ ràng đó, công tác đó. Tất cả hàng hóa là tiền mà anh em trên khoảng 5-7 ngày rồi. Bây giờ anh nhà thực thi hàng xuất khỏi tốc bị theo bót nha. Anh em nhận hàng thanh toán tiền cước. Nhìn kỹ càng nè, cái đó này cho pha lê nha. Bây giờ pha lê anh em vừa có thể trồng trồng sơ 10, sơ 20, sơ 30 hoặc trồng rò, tất cứ bao nhiêu thế này cũng được nha anh em. Rõ ràng đó, hoặc trồng trồng 40 thì anh em mới mốt lấy chục cái bảy tấc nha. Nhìn kiếm ngay là nha, ok.
Rồi giờ con bắt đóng gói anh em. Hàng này xuất cho Hữu Thân ở E Leo Đắk Lắk, khu M nha. Tổng cộng của em là 5 thiên pha lê nào lớp dưới. Và anh có hỗ trợ tinh thần cho em thêm 300 cây đại đó lớp trên nha. Nhớ nha, mở ra lớp trên là đại đó. Ủa bao nhiêu là pha lê đó. Cùng ngày hôm nay là xuất cho em quý của em là thùng B thiên đại đó. Và thêm em yêu cầu thêm 500 cây pha lê là thùng B thiên rữ. Đó là cho đang nhổ nè. Rồi rõ ràng nha, hàng xuất khu M nha. Ngày 15 tháng 9 năm lịch pha lê E Leo Đắk Lắk, còn kia là đi là đó, đắt riêng. Còn đây là chuyện phân thuốc cho anh Dũng nè, Bình Thuận nè, và anh Cư ở Văn Nam. Lát anh công an phường Ninh Giang là anh đưa lên trên cho Hậu chú Hậu Việt Theo thì sẽ đánh hòa đóng gói luôn, cho đi luôn nha. Phong thuốc rất là thường, còn hàng hóa bông cúc chống là hỏa tóc nha. Tiền bạc anh em đã chuyển khoản 5 đến 7 ngày rồi đó. Bây giờ anh em thực thi vấn đề xuất hàng cho anh em đó, rõ ràng đó. Rồi, kiện hàng này xuất cho em Quý về cậu Thân nè, ở Đắk Lắk nè, một người ấy ở Đắk Liên, Đắk Lắk, về một người ở E Leo Đắk Lắk nha. Hàng thông chốt nha anh em. Hàng này xuất khỏi tốc vị thứ bớt, anh em nhận hàng thông tốt quốc. Rồi, hàng thông nha. Đưa hàng lên vận chuyển luôn đó, ok.